khuya 29 tháng 9, tại họp báo ngay sau chung kết, Bùi Quỳnh Hoa nhận được câu hỏi liên quan tin đồn cô được ban tổ chức chuẩn bị sẵn để chiến thắng. Người đẹp nói, hồi tháng 3, tôi bị đồn được chọn thi Miss Universe nhưng ngay lập tức đã đính chính không nhận được bất kỳ lời mời nào từ ban tổ chức. Tôi tin mọi người nhìn thấy sự nỗ lực, chỉnh chu của tôi ở cuộc thi, và đây là hành trình xứng đáng. Hoa hậu giải thích chuyện hồ sơ của cô được ban tổ chức công bố muộn nhất, không có chuyện tôi đăng ký thi phút chót. Vì vướng lịch trình làm mentor Miss Earth Việt Nam 2023, tôi đã thỏa thuận với ban tổ chức để mình hoàn thành công việc rồi mới đăng tải hồ sơ. Bùi Quỳnh Hoa nói gặp nhiều áp lực trước chung kết vì các thí sinh đều rất mạnh. Người đẹp mong khán giả công nhận sự nỗ lực của cô cũng như top 18 trong hành trình chinh phục ước mơ về ngôi vị hoa hậu. Cô khẳng định sẽ cố gắng hết sức để đạt vị trí cao nhất tại Miss Universe lần thứ 72. Bùi Quỳnh Hoa tâm đắc với dự án WK Project, thực hiện 2 năm qua, hướng đến hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa như phát thẻ bảo hiểm y tế, chữa bệnh phụ khoa. Cô hy vọng WK Project được lan tỏa, giúp đỡ nhiều người hơn. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban giám khảo cho biết tân hoa hậu hội tụ đủ các yếu tố nhan sắc, hình thể, kỹ năng, sẵn sàng đồng hành ban tổ chức. Trong buổi phỏng vấn kín trước chung kết, Bùi Quỳnh Hoa gây ấn tượng với ban giám khảo về dự án cộng đồng là điểm cộng mấu chốt để người đẹp đăng quang. Bà Thúy Nga khẳng định không chuẩn bị sẵn các câu hỏi cho top 3, sở dĩ họ trả lời trôi chảy vì đều có bản lĩnh và kỹ năng ứng xử tốt. Người mẫu Phương Mai, thành viên giám khảo, nói người đẹp Hà Nội chiến thắng nhờ phong độ ổn định, tự tin, biết cách tỏa sáng đúng lúc, có phần trả lời ứng xử sắc bén. Với danh hiệu Miss Universe Việt Nam 2023, Quỳnh Hoa được trao vương miện 2,1 tỷ đồng. Cô sẽ thi Miss Universe 2023 tổ chức ở El Salvador từ ngày 3 đến 18 tháng 11. Cô cao 1,75 m, số đo 3 vòng lần lượt là 86-60-93 cm. Cô từng tham gia Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018, giành giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2022, cô ghi danh Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, dừng chân top 10. Tháng 9 cùng năm, cô đoạt quán quân cuộc thi siêu mẫu quốc tế diễn ra ở Thái Lan. Hoa hậu cũng từng làm huấn luyện viên truyền hình thực tế của Miss International Queen Việt Nam, Hoa hậu trái đất Việt Nam 2023, giám khảo Supermodel International Philippines 2023. Ngoài làm mẫu, cô còn kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Á hậu Một Hương Ly nói tất cả thí sinh dự thi ai cũng muốn chiến thắng, cô không ngoại lệ. Bên cạnh niềm hân hoan, cô không tránh được cảm giác buồn vì không thể thực hiện ước mơ trở thành thí sinh dự thi Miss Universe. Khi nhìn lại, tôi thấy hành trình của mình đẹp. Tôi tin khán giả sẽ luôn nhớ đến hình ảnh cô gái trân châu, luôn lạc quan, biết sống vươn lên, chọn cho bản thân những điều tốt nhất, cô nói. Hương Ly quê Gia Lai, cao 1,76m, số đo 3 vòng 83-62-95cm. Người đẹp từng là quán quân Việt Nam Next Top Model 2015, hoạt động người mẫu chuyên nghiệp nhiều năm qua. Á hậu từng 3 lần thi Miss Universe Việt Nam. Á hậu Hai Hồng đang nhận là người mới trên đấu trường nhan sắc nên còn phải học hỏi nhiều. Cô cho biết sẽ hoàn thiện bản thân, trở nên tốt đẹp hơn. Người đẹp sinh tại Moscow, Nga, cao 1,71m, số đo 3 vòng 86-60-91cm. Cô tốt nghiệp đại học ở Mỹ, chuyên ngành phân tích rủi ro tài chính và bất động sản, làm thực tập sinh quản lý tài sản cá nhân cho công ty Francis Financial, New York. Năm 2018, cô trở về Nga đảm nhiệm công việc kinh doanh ẩm thực của gia đình. Sau khi vượt qua ung thư ngực, cô trở thành huấn luyện viên sức khỏe tinh thần. Miss Universe Việt Nam 2023 khởi động từ tháng 8, thu hút hàng trăm thí sinh dự thi khắp cả nước. Vòng chung kết có 18 người đẹp tranh tài.